Rồi anh em nhá. Hello mọi người nhá. Game này chơi gì đây? Nhìn tim ghê quá vậy. Trời ơi, Yugi bắn nổi không trời? Sao mình biết Yugi vậy ta? Sao tự nhiên mình biết Yugi vậy ta? Game này nãy nó ban Saiya rồi. Game này còn biết Ezreal. Ồ, Yugi cũng được. Phải có niềm tin chứ. Đơ lung lay vậy. Đường bên kia đánh đèn lai đánh hơi khác á. Ok ok. Còn một không tin, còn một không tin. Chung nè, tập trung nè. Chết bụi này chưa. À, biết lắm mà. Biết lắm mà. Dữ vậy, số số mâm gì hụt kìa. Số số mâm chúng là phải giết một hai thằng rồi. Ờ hay, vừa gần đánh hay. Số số mâm vậy mà hụt được. Chúng là đợi súp chết rồi, súp không lát mà. Số mâm còn về. Đúng, số mâm còn về. Giao điện bị nét nhiều vậy vẫn lên hà đen. Dạ, để cảm ơn nha. Tao đưa lên giờ điện, tao đưa lên phòng phân kiếp mà. Nhìn cái kéo tào lao thì chứ. Cái gì mà gói tung lên vậy? Lạng vãi. Gà can không bực gỡ sớm đi, gà can ơi. Bực gỡ sớm nó bay vô dính ở chết luôn rồi. Giờ này còn cầm mắt nữa, quét đâu ông ơi. Bị nát thảm ơi, quét đâu. Sớm này không xài chịu non quá. Mấy phải dưới chắc rồi, nó xử lý kỳ quá. Chơi ra canh mà gửi đúp là để cái đồng hồ là gãy rồi. Từ thôi để họ quy lại, từ thôi. Đắp cái quy chết rồi. Ô là trời. Lấy chỗ.
Đúng rồi, cái này mình mới xanh lắm luôn á, năm tích trụ với lại hả mạng à, hơi sai, có gì đó sai sai, có gì đó sai sai. Ấy ấy ấy, cười nó kìa. Chụp bên đây mà game này khó, game này khó. Rồi. Bằng cách nào đó mà nó giết ba thằng team mình và ba thằng kia đầy máu. Bằng cách nào vậy? Nice, good, good job, bro. Good job, bro. Good job, good job.